Nên như vậy các bạn sẽ dán hai cái phần đầu của nó vào với nhau như này nhé. Rồi mình sẽ giữ một lúc để cho cái phần keo này nó khô nhé. Rồi như các bạn, sau khi mà nó đã khô rồi thì mình sẽ dán cái cánh này vào cái bên sườn này của nó nhé. Đây, cái phần này nó chưa được khô hẳn thì khi mình bỏ tay ra thì nó bị mong ra như thế này. Rồi, sau đó thì mình sẽ dán keo vào đây. Mình sẽ dán keo vào đây để mình sẽ dán cái cánh này cố định luôn vào cái phần thân của nó như thế này nhé các bạn. Đây, mình sẽ dán luôn nó vào cái phần thân như thế này. Các bạn sẽ giữ một lúc như thế này để cho keo nó khô đi nhá. Đây sẽ là cái phần cánh của nó này. Tiếp theo, cái cánh bên này các bạn cũng sẽ cắt và làm tương tự nhé. Cắt phần trên này. Rồi sau đó mình cũng sẽ dán keo vào đây, dán keo vào đây. Và mình sẽ dán trụ nó lại với nhau. Như thế này nhé các bạn. Sau khi mà đã có hai cái cánh rồi thì mình sẽ tiến hành làm cái phần đuôi cho nó nhé. Mình sẽ dán keo và mình phải giữ một lúc như này để cho cái phần keo nó khô nhé các bạn. Bên này mình cũng phải chỉnh keo lại cho nó khô này. Thì nó cũng nó dính lại được với nhau nhé, còn không thì nó sẽ bị tách nhau ra và nhìn nó sẽ rất là xấu nhé các bạn. Rồi, sau khi có cái phần keo dán như này rồi, mình sẽ tiếp tục dán cái phần cánh này lên cái phần thân của nó nhé. Mình sẽ dán keo lại và mình sẽ dán cái cánh này lên cái phần thân như này nhé. Đây như các bạn, như vậy cái con chim này của mình nó sẽ có hai cái cánh nó xòe ra hai bên như thế này nhá. Sau đó thì mình sẽ đi làm cái phần đuôi cho nó nhé các bạn. Nhưng mà trước tiên thì mình phải giữ cái phần cái cánh này để cho nó khô đã, nó phải dính lại được với cái thân đã. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi làm cái phần đuôi nhá. Thì mình sẽ sử dụng cái phần màu đỏ này, mình sẽ cắt cái phần này ra như này nhá. Đây mình sẽ cắt nó làm hai, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái đường kẻ thẳng như thế này. Bên này cũng có 5 cái này. Sau đó thì mình sẽ cắt chéo nó đi như này. Trên này cũng đây, mình bên này mình cũng sẽ cắt chéo nó như vậy nhé. Và sau đó mình sẽ dán hai cái phần này lại với nhau. Dán nó dính lại với nhau nhé các bạn. Đây. Thì đây, phần này mình sẽ sử dụng để làm cái phần đuôi nhé. Cái đuôi thì mình cũng sẽ tỉa cho nó nhọn một chút đi. Đây sẽ là cái đuôi nhé các bạn. Và mình sẽ dán cái phần đuôi này ra đằng sau của nó như thế này nhé. Rồi mình sẽ dán keo vào đây này. Sau đó mình sẽ dán lên cái phần đuôi của nó như thế này. Thì đây sẽ là cái phần đuôi của nó nhé. Sau khi đã có đuôi rồi, có cánh rồi thì mình sẽ đi cắt cho nó hai cái mắt và cái phần mỏ nhé. Đây, cái phần này khi mình bỏ tay ra thì nó lại bị bong ra luôn nhé. Tại vì keo nó vẫn chưa khô nhé các bạn. Mình sẽ để nó lên đây nhé. Sau đó thì mình sẽ đi cắt cho nó hai cái mắt màu đen nhé các bạn. Con chim màu đỏ và cái mắt màu đen nhé. Đây, mình sẽ có hai cái mắt màu đen của nó tròn và nhỏ như thế này nhé. Mình sẽ dán lên cái đầu của nó như này. Hai bên. Các bạn sẽ sử dụng keo nến này. Các bạn sẽ dán mắt của nó vào đây giúp mình. Tiếp theo cái mắt bên này. Đây sẽ là cái mắt thứ hai nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cắt cho nó một cái mỏ nha. Thì cái phần mỏ của nó các bạn sẽ cắt một cái từ giấy màu đen như này. Các bạn sẽ gập đôi vào và các bạn sẽ cắt thành một hình tam giác như thế này giúp mình nhá. Cắt thành hình tam giác này. Rồi sau đó các bạn sẽ dán keo lên đây. Và các bạn sẽ dán xuống dưới cái phần mắt của nó như thế này. Để tạo được cái phần mỏ nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để làm một chú chim màu đỏ. Kết hợp với cái phần màu trắng như thế này. Và cái chú chim này thì có cái mỏ và cái đôi mắt màu đen này cùng với hai cái cánh và cái đuôi rất là dễ thương như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.